Thưa quý vị và các bạn, Đền Mẫu, Đền Trần thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến thu hút nhiều du khách tới tham quan, chiêm bái vì sự linh thiêng và vẻ đẹp thanh bình soi mình bên Hồ Bán Nguyệt. Tuy nhiên, cảnh quan này đang bị phá vỡ bởi dãy hàng quán chạy dài trước mặt để lại sự tiếc nuối cho du khách và những người nặng lòng với vẻ đẹp của Phố Hiến. Đây là con đường mà lẽ ra du khách có thể tham quan chiêm bái vãn cảnh Đền Trần, Đền Mẫu và Hồ Bán Nguyệt. Nhưng một dãy hàng quán san sát chạy dài từ cổng Hồ Bán Nguyệt tới hết khu vực Đền Mẫu gần như che khuất mặt hồ. Với nhiều du khách, hình ảnh di tích xoay mình bên Hồ Bán Nguyệt chỉ còn trong những lời giới thiệu mà họ đã tìm hiểu trước đó. Đến với Hưng Yên ấy thì em đã được nghe về Hồ Bán Nguyệt, nhưng mà khi về đến đền thì thật sự là những cái hàng quán đã che lấp đi và em đã không còn xem được những cảnh đẹp của hồ nữa. Mong muốn là có những phương án nào đó để du khách được nhìn những cái phong cảnh đẹp đấy hơn. Từ Tết Nguyên Đán đến nay, anh Nguyễn Hòa Hiệp, giám đốc công ty du lịch Phương Việt tại Kim Đồng, dẫn ba đoàn khách ở Bắc Ninh và Đà Nẵng tới tham quan chiêm bái tại Đền Trần, Đền Mẫu và Hồ Bán Nguyệt. Vấn đề hàng quán khiến anh cảm thấy ái ngại với du khách. Tôi là người trực tiếp đã dẫn khách du lịch từ Đà Nẵng ra. Người ta cũng rất là tiếc nuối khi tôi phải đưa khách lên trên tận bờ đê để ngắm được cái quang cảnh chung của Hồ Bán Nguyệt. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Tăng là người say mê vẻ đẹp của Phố Hiến. Ông đã lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp của Nguyệt Hồ và Đền Mẫu, Đền Trần. Thiên nhiên lại ban tặng cho Hưng Yên một cái hồ gọi là Hồ Bán Nguyệt, tức là nửa vầng trăng. Bên ngoài là con đê sông Hồng sừng sững như một cái bức trường thành ấy. Bên bờ hồ những cái di tích là đền Trần, đền Mẫu, cho nên là cái cảnh quan nó rất là đẹp. Hàng quán là sinh kế của nhiều người dân và du khách cũng có nhu cầu mua sắm dừng chân nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Song việc hàng quán là mất đi cảnh quan của khu di tích là điều đáng tiếc. Các cấp chính quyền thành phố Hưng Yên cần có giải pháp quy hoạch lại vị trí hàng quán, đảm bảo hài hòa giữa sinh kế người dân và cảnh quan khu di tích.